thứ hai là trang bị điện cho bên tải á, thì nó về các cái thiết bị máy năng chứ, trang bị điện cho máy năng. Máy năng là thang máy á, máy hoặc là cầu trục. Thì đây là các cái sơ đồ mạch liên quan của các cái. Thì nhóm nào làm đề tài liên quan tới các cái máy năng, thang máy hoặc là có bên tải nữa này ha, thì nó là chương số 1 thì mình đọc để tham khảo thôi nha, còn các cái sơ đồ mạch thì mình phải tự vẽ lại ha. Chú ý là tự vẽ lại, không có copy hình trong sách rồi bỏ vô trong cái đồ án ha. Thì yêu cầu là khi mình nộp đồ án thì nộp luôn các cái file là mình làm đó, mình thiết kế trên phần mềm CAD Isumu ha, thì mình phải nộp luôn các cái file đó. Chương số 3 là trang bị điện trên máy công cụ. Các cái máy cắt gọt kim loại á, thì là cái máy tiện, máy phay rồi đó, nó là những cái máy cắt gọt kim loại. Đây là cái sơ đồ mạch động lực, mạch điều khiển ha, của một cái dòng máy tiện, dùng máy tiện T620. Thì các cái nhóm khi mà mình tìm hiểu máy tiện thì mấy em chọn một cái máy để mình tìm hiểu á, tìm hiểu sâu vào các sơ đồ mạch của nó, có thể lựa các cái máy trong này cũng được, hoặc là tìm, nên tìm ở ngoài trên mạng thử xem có những dòng máy nào mới á, tìm kiếm thêm chưa ạ. Còn ở đây là trong sách nó có rồi thì hạn chế sử dụng lại ha, tham khảo thôi. Thì đó là các cái máy cắt gọt, máy tiền hoặc là máy phay ha. Rồi cái chương 4 là các cái máy gia công áp lực. Gia công áp lực là các cái máy cán ha, máy cán, máy ép. Đây sơ đồ của máy cán ha. Thì thầy cái này thầy sẽ gửi lên trên Classroom. Một số cái loại thì nó cũng tương đối đơn giản thôi, hoặc điều khiển thôi, đơn giản. Mấy cái này mấy em cũng sẽ học ở cái môn trang bị điện nha mấy em, môn lý thuyết môn trang bị điện này. Thì cái nội dung bài giảng thì học ở môn lý thuyết rồi, còn đồ án thì mình phải tìm hiểu á, thầy chỉ định hướng thôi. Trang bị điện cho các cái lò điện, lò điện trở, thì nó có các sơ đồ điều khiển, các cái điện trở đốt nóng như thế nào, các cái khâu để nó điều khiển nhiệt độ trong lò, sơ đồ điều khiển nhiệt độ không vâng, thì có những cái sơ đồ điều khiển, sơ đồ khống chế công suất lò, thì cái này là những cái nó đi vào chi tiết của một cái loại cái dòng máy ha, mình tham khảo. Hệ thống cấp nước, tổng bơm ha, trạm bơm, cái trạm bơm ha. Bơm thì nó phải quan tâm tới các vấn đề về lưu lượng nước ha, điều khiển cái lưu lượng như thế nào. Cái phần này thì trong sách nó là cái sơ đồ. Nếu nhóm nào mà làm trong quá trình làm mà gặp khó khăn gì ha, thì có thể báo lại với thầy ha. Ok. Còn nếu mà ví dụ mình không hỏi gì hết mà tới chừng cuối cùng làm không được thì là không có điểm đó nha mấy em. Gặp khó khăn thì phải hỏi ha, phải trình bày ra để thầy biết, tìm hướng giải quyết. Lưu ý là mình dựa ra cái mẫu này mình sử dụng mà mình làm không thầy? Không, cái này là cái giáo trình, nó chỉ giới thiệu cho sơ bộ cho mấy em về các cái hệ thống này thôi, chứ không phải dựa theo cái mẫu cái giáo trình nha mấy em. Dựa trên cái mẫu hôm trước, cái mẫu cái file đồ án mẫu thì có gửi hôm trước rồi đó, cái file đồ án mẫu nó có bìa rồi xong tới các cái nội dung bên trong ha, lời mở đầu rồi cảm ơn rồi mục lục rồi đó, theo cái trình tự đó. Rồi các cái chương thì mấy em sẽ tự mình tìm cái nội dung mình bỏ vô ha. Ví dụ chương 1 là mấy em tìm hiểu tổng quan rồi đó. Rồi chương 2 đây này, hôm trước thầy có nói cái trình tự mình làm đó, hôm trước thầy có nói rồi này, cái trình tự làm này. Đây cái bìa rồi ha, rồi xong các cái mục chương 1, chương 2, chương 3 gì đó thì mình sẽ các cái nội dung chương thì mình theo cái sườn này ha. Để thấy.
Dạ được rồi thầy ơi, em hiểu rồi thầy ơi. Trước thì ta nói, lát nữa thầy thầy ta sẽ nói là các cái chỗ cái lát nữa thầy nói sao. Thì đó, mình theo cái file thầy hôm trước thầy up rồi ha, hướng dẫn cái đồ án đó. Thì các cái chương mình sẽ đưa cái nội dung theo cái trình tự hôm trước thầy đã có nói rồi. Thì chương đầu tiên thì mình sẽ đi vào tổng quan tìm hiểu về cái máy đó ha. Và các chương sau thì mình sẽ đi vào chi tiết cái sơ đồ điều khiển ha, cái hoạt động của cái thiết bị đó. Em có thể đưa các nội dung tìm kiếm được mình đưa vào. Lưu ý là mình phải biên tập lại, không copy nha, không copy toàn bộ rồi bắt vô được ha. Tại vì mấy em tìm trên mạng nó sẽ có nhiều cái đồ án mẫu người ta đã làm sẵn rồi ha. Nhiều đồ án tìm hiểu về trang bị điện cho cái máy tiền trên mạng nó sẽ có rất nhiều. Mày phay mày vào không không? Thì nếu mà mấy em lấy e-bon vô là thì không có cho đạt đâu nha. Còn nhiều năm sau làm lại. Về biên tập lại ha. Chọn lọc lại những cái nội dung cần thiết. Tự vẽ hình lại hết. Thì nói chung là mình chủ yếu là mình thực sự môn đồ án thì để mình tự mình tìm hiểu là chính ha. Còn cái nội dung thực sự nó không có khó đâu, các cái nội dung này mình lên mạng tìm là có hết thông tin đó. Quan trọng mình tìm hiểu sau đó mình nắm, mình hiểu về cái đề tài mình được giao, hiểu về cái máy đó, biết nói chung là biết cơ bản ha, không cần phải quá sâu ha. Thực sự thì bác tìm hiểu sâu quá thì cũng không biết, nhưng mà cơ bản là phải nắm được rồi đó, nắm được cái sơ đồ của nó hoạt động như thế nào, cụ thể một cái máy chứ đừng có làm chung chung à, ban đầu thì tổng quan thì mình phải tìm hiểu chung hết, nhưng mà sau đó mình sẽ đi chi tiết đi sau tìm hiểu một cái máy cụ thể à, ví dụ một dòng máy tiền như hồi nãy một cái máy tiền là T6 máy đó, T620 chẳng hạn, T616 gì đó, tìm hiểu cụ thể. Có thể tìm hiểu 2-3 máy cũng được nha mấy em. Ví dụ nếu mình thấy mà tìm hiểu một cái máy T620 thấy nó cũng còn ít ha, mình có thể tìm hiểu thêm cái máy T616 ha. Thì mình đề tài mình đó, nhiều cái dòng máy mình có thể chọn một hai cái gì đó mình làm, ít nhất là một cái đi sâu vào tìm hiểu đó. Mà nếu được thì tìm hiểu thêm 2-3 cái, 2-3 dòng nó khác nhau như thế nào, có thể so sánh giữa hai cái dòng máy mình tìm hiểu. Chẳng hạn mấy em so sánh giữa cái máy phay, nên là tìm hiểu đề tài cái phay mình làm một cái máy là 6H81, một cái máy là 6B81 thì giữa hai cái này nó khác nhau chỗ nào, cái nào nó ưu điểm nó tốt hơn hay nó nhược điểm nó như thế nào so với nhau, nó so sánh đó là để mình có cái sự đánh giá. Nói chung là mình tìm hiểu càng sâu cố gắng tìm hiểu sâu đi sâu tìm hiểu đi. Rồi thì đó là thầy giới thiệu sơ bộ cái giáo trình, đáng lẽ cái này là mình phải mua trên qua giáo trình, nhưng mà thôi thầy share luôn cái file mình coi. Lưu ý là không có được upload cái file giáo trình này lên trên mạng nha mấy em. Cái file này là giáo trình nội bộ bên trong trường thôi nên là không có up lên mạng ha. Rồi thì đó là cái thầy nói sơ bộ. Rồi bây giờ thì chắc với một số nhóm mình chia sẻ thì coi là mình đã làm được những gì ha. Bữa nay nhóm một vài nhóm rồi qua bữa sau một vài nhóm nữa. À, trước tiên thì có nhóm nào gặp khó khăn nhiều quá trình tìm hiểu vừa rồi, thì có nhóm nào gặp khó khăn nhiều, nếu có khó khăn thì cứ nói nha. Đó, thầy em Ngô Tấn Huy nhóm 2 thầy. À, nhóm 2 rồi. Trên mạng á thầy là mấy cái từ ngữ của nó thấy nó chính xác quá, sao mình thay đổi được thầy? Cái gì vậy? Cái gì chính xác? Mấy cái từ ngữ nói về cái đề tài đó này. À không, thầy đâu có bắt em thay đổi gì đâu, nói chung em đọc em hiểu à, rồi có thể em copy cũng được, thầy không có bắt là em không được copy chữ nào ha. Ví dụ em thấy cái đoạn đó nó biết về cái máy đó đúng thì nó biết ok thì mình có thể copy cũng được ha, chứ không phải là thầy không cho copy, nhưng mà mình phải biên tập lại, đừng có copy hết cái bài của người ta, lưu ý nhá, đừng có copy hết bài người ta. Ví dụ cái đó nó biết những cái đồ án người ta làm sẵn thì nói chung nó biết đầy đủ chi tiết hết rồi, nhưng mà nên đọc tham khảo ha, đoạn nào cần lấy thì có thể lấy được à, nhưng mà phải ghi rõ ra trích dẫn từ cái nguồn tài liệu nào nha mấy em. À lưu ý khi mấy em lấy các cái bài viết của người ta thì mấy em phải trích dẫn ghi rõ ha, ở trong cái phần phụ lục ở cuối á, tài liệu tham khảo thì mấy em tham khảo từ những cái tài liệu nào thì mình phải ghi ra.
thì mình trích dẫn đoạn nào thì chỗ đó mình đánh dấu lại là cái đó, là trích dẫn từ tài liệu nào, mình đánh số không, đánh số 1 này hả. À, có cách trích dẫn đó, mấy em tìm hiểu về cách trích dẫn trong các cái đồ án ha. Dạ đó rồi. Tài liệu tham khảo. Đặt em search cách trích dẫn tài liệu tham khảo này ha. Thì khi mấy em viết một cái gì đó, à, mấy em tham khảo từ nguồn tài liệu nào thì mấy em phải có cái cách thức trích dẫn ra. Thì cơ cuối mấy em phải ghi tên các tài liệu ra, đánh số nó theo thứ tự ha. Rồi khi mình trích dẫn thì ở trên thì mình phải đánh số ha. Cái đó là trích dẫn từ tài liệu nào. Thì để người đọc người ta biết là à, cái này mấy em có thể trích dẫn từ cái nguồn nào đó. Những cái tài liệu mà public ở trên mạng thì mấy em có quyền trích dẫn lại ha, nhưng mà không có được phép copy hết cái đồ án người ta ha. Mình có thể copy một phần rồi mình sửa chữa, mình thay đổi gì đó ha. Mình biến nó thành của mình ha. Tìm hiểu nhiều nguồn chứ đừng có phải cứ, tại vì nếu mà mấy em chỉ có một cái nguồn duy nhất đó, à, ví dụ tìm thấy cái quyển đề tài đồ án trang bị điện cho mấy tiền ra thì mấy em bê nguyên cái đồ án đó vô, em đọc hết có cái một cái đó thôi thì cái nội dung mình nắm được, chỉ trong cái đó thì mình chỉ có biết copy cái đó không thì không được. Mình tìm các cái nguồn khác đó, tìm nhiều. Và xem các video ha, coi thử người ta giới thiệu đó, hoạt động như thế nào để đưa vào, chứ đừng đừng copy một tài liệu duy nhất ha. Mình phải tìm nhiều nguồn và mình tham khảo ha. Nếu phần nào cần trích dẫn thì có thể trích dẫn cũng được, mình gọi là biên tập lại ha. Thế còn nếu mà bắt mấy em tự mà nghĩ là từ diễn giải mà viết ra thì nó cũng khó. Thì cái nhóm nào gặp khó khăn gì trong quá trình tìm kiếm tài liệu thì báo thầy biết ha. Có một số trang ví dụ mấy em lên mấy em đau không được tại vì nó yêu cầu nạp tiền gì đó à, thì nếu nạp 50 ngàn thì nếu có tiền thì nạp cũng được, có thể đào tài liệu về. Còn không, đã có một số trang nó chia sẻ free á, à, tìm cái trang, các cái trang nó chia sẻ free để mình đào về cũng được. Có nhiều cái group trên Facebook à, nó hỗ trợ đào các cái tài liệu có phí ở trên các cái trang lưu trữ tài liệu đó à, mà nó tính phí á, thì nó có một số cái group nó chia sẻ, nó chia sẻ share ạ để mình đào cho nó khỏi có bị tốn phí à, thì mình có thể lên đó nhờ người ta đào giùm hoặc là nhờ người ta get link giùm á, lấy giùm cho cái link để đào đó. Còn nếu không mình nạp 20-30 ngàn gì đó vô đào cũng được hả. Các bạn nào có nhóm nào gặp khó khăn không? Bữa giờ tìm hiểu. Rồi, nếu không có cái gì đó thì thầy đi qua thử lần lượt các nhóm nha. Coi thử nhóm mình làm được những gì rồi. Ví dụ nhóm nhóm 1 đi. Nhóm 1 là Quang Vinh này, Thành Phương, Quốc Thịnh với Hoàng Tuấn. Các bạn nào đại diện ở đây không? Nhóm 1. Bữa giờ có gặp nhau làm việc chưa? Có lên online gặp nhau làm việc không? Hay là tập trung đâu đó làm không? Có Có một em ai ơi. à. Có một các bạn nào Tuấn hả? À Đây, rồi, của em. nhưng mà Tuấn rồi, Tuấn có bữa giờ nhóm mình có làm việc, có tìm hiểu rồi được chưa về cái đề tài lý do Dạ, có rồi thầy. à, có share thử màn hình lên cho các nhóm cùng tham khảo thử xem là bữa giờ mình tìm kiếm được cái gì. Em biết cái tính Dạ, năng share màn hình không? sharing nữa thầy. À, share cái màn hình đó thì share rồi bật cái thư mục mà mấy em lưu, mấy em tạo cái thư mục mấy em lưu cái đồ án mình vào ha. Rồi khi nào mà nộp đề tài sau này cuối kỳ mình nộp lại thì nộp luôn cái thư mục và các cái tài liệu mà mình tìm hiểu ha. Nhóm một có share được không, xem màn hình lên Ủa sao em xem hình này không được thầy? thì stop share của thầy được không? Rồi cái nhóm một share thử màn hình thử nha. Rồi em bấm share được không? Dạ rồi, dạ. Rồi đúng rồi, đúng rồi, nhóm một xe rồi. Không thầy? Rồi bật lên thử cái nhóm mình đang làm được gì. Em như hoạt đồ án như này em đang làm bên này nè. Cũng được, thì nói chung ở các nhóm mình tìm hiểu được gì thì mình cứ đưa vào thôi. Mình về mình nên biên tập lại và đưa vào cái file Word luôn á, các nội dung tìm hiểu được.
này mới mới sao là em chưa sửa gì nữa rồi, này. Rồi. Này mới bắt đầu từ đây. Đó mình là về máy do đúng không? Dạ đúng rồi. Mới vô mà đã có một luật đầy đủ dữ. Cái đó em tạo vậy, tải về chưa sửa rồi. À lưu ý em nên đưa một số cái hình ảnh vào á, ví dụ như cái hình ảnh liên quan tới các cái thiết bị á, đưa vào. Máy do đứng rồi. Mới tìm hiểu thấy sơ sơ vậy ta. Vậy thấy kịp chứ thầy. Rồi được. Ừ, đi tìm hiểu về một cái máy do. Rồi thôi được rồi, sơ bộ vậy thôi. À, hiện tại là mấy em tìm cái các cái file tài liệu mình đào về mình lưu ở đâu. Tạo một cái thư mục và lưu cái file bạn ha. Nên tạo cái thư mục đồ án, lưu riêng các file trong máy vậy. Dạ, tại em lưu em để tùm lum hết trơn á thầy. Nên gom lại chung một cái thư mục á, đừng đừng có lưu lung tung rồi sau này không có ngược lại. À, rồi, thôi được rồi, nhóm 1 có thể tắt xe màn hình được. Hình để rồi, nhanh nhanh thử một số nhóm. À, tiếp để coi tiếp. À, tiếp nhóm 2 nha. Nhóm 2 mình xem màn hình thầy xem. Nhóm 2 về đề tài máy bay. Nhóm 2 là có Ngô Tấn Huy, Chí Thiện, Anh Khoa với Duy Khang. Nhóm 2 các bạn nào đại diện không? Nhóm 2 đâu? Em xe thầy. Nhóm 2 mình xe lên thầy xem. Xe để các nhóm mình cùng tham khảo luôn ha. Các cái nhóm sau. Bố đồng chí em chưa mà. Bố đồng chí em chưa ba nói. Rồi, nhóm này về mấy mai không? Em không biết chưa đó bữa nào. Bữa nào anh chỉ em. Này cái mục lục này. Rồi, rồi, mục lục. Thì phần khái niệm mới có làm được phần khái niệm. Mới làm phần khái niệm rồi, ở dưới còn gì nữa không? Ồ, sao nó lại có thằng máy. Rồi. Thì mấy em nên ý thầy hỏi là mình nhóm mình tìm được những tài liệu nào download về hay lưu đâu trên máy á. Có cái nguồn các nguồn tài liệu tạo thành một cái thư mục này á. Rồi lưu về trong nội dung của thư mục. Để sau này thầy biết là các nhóm mình có tìm hiểu á. Tìm hiểu những cái nguồn tài liệu nào lưu về để thầy biết. Chứ còn ví dụ mấy em copy xong em quăng vô trong cái file Word thì thầy sẽ không biết là mình lấy từ nguồn nào. Nhiều khi em copy đâu đó thì em phải vô thầy không biết được. Nên cố gắng tạo một cái thư mục mà lưu hết tất cả những cái tài liệu, những cái nguồn tài liệu mà mình tham khảo á, mình giao về. Rồi, được rồi, em có thể tắt ha. À, tiếp theo nhóm số 3, nhóm số 3 về mấy bào. Nguyễn Bá Thiện, Huỳnh Lê Trọng Đạt, Nguyễn Huỳnh Tấn Đạt với Nguyễn Minh Hiếu. Dạ. Có thể. À rồi nhóm 3 xe giùm thầy xem thử mình làm gì nào. Nhóm mình dùng điện thoại á. Điện thoại sao mà làm đồ án được, em cố gắng kiếm máy tính chứ. Mấy bạn thầy laptop không có zoom ở trên laptop. Rồi sao cài zoom lên laptop luôn được. Dễ mình dễ xe dạ. Cái điện thoại đó nhiều khi nó không có tương tác tốt bằng những máy tính thôi. Điện thoại sao mà sao không được. Đó mình là về máy bào đúng không? Dạ. Yeah. Em kéo xuống được. Mình nhóm mình đã tìm được. Đúng rồi, mình sẽ đi tổng quan mình tìm hiểu nhiều loại á. Coi
tổng quan chung về các cái loại đó, sau đó mình sẽ đi vào chi tiết một cái. Về đặc điểm công nghệ của các cái máy này ha. Thôi được rồi, nhóm mình có thể tách xe ha. Để tiếp nhóm khác để thôi sơ bộ thôi. Còn khoảng 10 phút nữa thì cái zoom này nó sẽ out quá thôi. Thì nếu mà ấy thì phải tạo cái zoom mới thì mình đọc lại ha. Thì lướt qua một lần các cái nhóm. Rồi nhóm số 4. Nhóm 4 mình làm được tới đâu rồi? Sau xe lên cho thầy xem. Nhóm 4 là Trần Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Duy, Phạm Minh Thuận. Nhóm 4 xe cho thầy ha. Là tụi em mới làm mấy bước này. Rồi cứ làm, mình làm được gì mình share cái đó thì xem thôi ha. Còn hết tuần sau thì các nhóm phải hoàn thành cái phần tổng quan ha, gọi là cái phần về tìm hiểu về cái đặc điểm công nghệ của các cái máy này. Chú ý là nhóm... em muốn hỏi cái phần sơ đồ rồi. Ừ. Sơ đồ của cái thang máy này là mình lấy trên mạng về hay là mình phải vẽ ra? À, lưu ý là các cái sơ đồ động lực điều khiển là mình phải vẽ ra hết ha. Rồi các cái hình, ví dụ như các cái mô hình gọi là cái sơ đồ khối, các cái sơ đồ khối điều khiển thì mình cũng phải vẽ lại nha, đừng có copy trên mạng. Những cái hình nào, ví dụ như hình chụp của thang máy thì mình có thể lấy ha, những cái hình chụp, những cái ảnh ấy. Còn những cái hình nào mà vẽ trên cái phần mềm thì mình phải vẽ lại, mình đừng có copy cái hình người ta vẽ sẵn ha. Cái chương số 1, cái chương số 1 của mình trong cái giáo trình là hướng dẫn sử dụng các cái phần mềm để vẽ hình đó. Phần mềm CAD, ECMO, rồi AutoCAD, với lại phần mềm VCO, Microsoft VCO, thì các phần mềm đó em tìm hiểu để mình vẽ được các cái sơ đồ cho nó đúng hơn. Rồi được rồi, nhóm muốn tắt xe rồi thì qua nhóm khác đó. Bốn tắt xe đi thầy. Thầy qua cái nhóm khác. Dạ. Rồi, tiếp nhóm năm mình làm đề tài băng tải phân loại. Nhóm năm Ngọc Thiện, Bảo Toàn, Hoàng Sơn, Đức Trung. Năm bạn nào đại diện xe? Nhóm số 5. Trời ơi, nóng quá. Bạn nào than nóng vậy? Đứa nào mới than nóng? Nóng bật quạt lên, ở nhà mà chứ đâu phải ở đâu mà than. Rồi, nhóm 5 có ai không? Dạ, có. Nghe giùm thầy. Thì bạn nào sẽ nói giùm thầy tiếng, nói im đi nãy thì không biết là có online dạ. Không? Nhóm em chỉ mới tìm được những cái tài liệu thôi thầy. À, thì em cứ sao những cái tài liệu. À, à rồi, các cái web. Dạ, mấy cái trang web nè. Rồi, ok. Đây là hình ảnh này. Rồi, ok, được rồi. Rồi, vậy là thầy biết mình làm những gì là được rồi. Rồi, được rồi, có thể tag share được rồi. Dạ, các cái nhóm khác có thể share sau tương tự như vậy ha. Các hình ảnh hoặc là các cái web nguồn mà mình đào về đó. À, cái sườn web mình đào về đó. Rồi, nhóm 6, Hùng Anh, Minh Quân, Hoàng Kỳ với Tiến Đạt. Nhóm 6, bạn nào đại diện? Dạ, em thầy ơi. Rồi, Hoàng Kỳ. Rồi, em share màn hình lên ha. Em chỉ mới tìm được cái tổng quan rồi. Chỉ mới bao nhiêu đây thôi à, hơi ít nha, mình cố gắng tìm hiểu thêm nhiều thứ nha. Rồi được rồi, có thể tắt xe được rồi, này coi sơ bộ thôi. Rồi nhóm số 7. Nhóm 7 Hùng Anh, Minh Quân. Nhóm 7 là Tấn Quý, Ngọc Phú, Ngọc Đức với Ngọc Phát. Mày nhớ ai đại diện? Rồi, Tân Quý đúng không? Các cái tài liệu hình như bạn này bị hư mít hay sao? Rồi được rồi,
thôi rồi em có thể tắt được rồi, thầy coi sơ bộ thôi. Rồi tiếp nhóm 8. Nhóm 8 là Thanh Quyền, Minh Nhân, Minh Tú với Văn Phúc. Bạn nào đại diện share cái màn hình này xem thôi. Nhóm 8. Hình như Tấn Quý chưa tắt cái xe rồi. Rồi nhóm 8 là Thanh Quyền này, Minh Nhân. Rồi Minh Nhân đang share đúng không? Mình share thì mình có thể bật mic lên mình nói cũng được, nói sơ bộ tìm được cái gì ha. Có tìm tổng quan à. Rồi kéo xuống. Nhóm này cũng tìm hiểu chưa được nhiều ha. Rồi thôi được rồi, có thể tắt xe ha, chuyển qua nhóm khác. Rồi nhóm tiếp theo là nhóm 9. Nhóm 9 là Trí Toàn, Bá Trinh, Thành Cầm, Quang Huy. Nhóm 9 có đây không? Nhóm 9 xe cho thầy xem ha. Trí Toàn, Bá Trinh, Thành Cầm, Quang Huy. 9 ai ở đây không? Nhóm 9 để có nè. Trí Toàn đúng không? Toàn xe thầy xem. Nói chung các nhóm mình đại diện một người xe là thầy xem là nhóm bữa giờ mình tìm hiểu gì á. Nhóm 10 chuẩn bị luôn á. Nhóm 10 là Nhật Huy nè, Trọng Đại, Tuấn Kiệt, Đại Thắng. Em mới tổng hợp từng thành viên rồi. Mình chia nhau ra tìm cũng được, hoặc là mạnh ai để tìm rồi xong mình kết hợp lại. Mở một cái thôi, mở một cái này xem được. Hai cái gì được. Còn khoảng 3 phút nữa thì nó sẽ out cái room. Thì cái gì thì mở lại room thì em vô join vào lại ha. Mình xong hết xe hết các nhóm rồi xem rồi xong rồi mình có thể nghỉ. Thì lướt qua một vòng xem được các nhóm bữa giờ làm gì rồi. Cố gắng tìm hiểu thêm một số nhóm mình tìm hiểu còn ít, chưa cái nội dung nó chưa chi tiết đó. Tìm hiểu tổng quan nhưng mình phải rộng ra tí ha, tìm hiểu đầy đủ về các cái loại, nó có những cái loại nào ha, cái máy đó là cái gì, nó hoạt động như thế nào, nó ứng dụng ở đâu. Rồi nếu mà tìm được các cái công nghệ mới liên quan tới các cái máy này thì mình cũng sao ra tìm kiếm các cái công nghệ mới liên quan tới ví dụ như các cái hệ thống máy điện tự động không ạ. Hình như Trí Toàn bị dân mất khỏi xe rồi. Thôi được rồi. Tiếp theo cái nhóm tiếp theo đi. Nhóm 10 bạn nào đại diện? Nhóm 10 này. Các bạn nào đại diện không? Nhóm 10. Thôi được rồi, vậy cũng được, tạm thời như vậy đi. Các nhóm sau vừa sau thầy sẽ yêu cầu tiếp á, từ nhóm 10 trở đi vừa sau sẽ tiếp tục. Hôm nay thì có thể tạm thời mình nghĩ được. Tại vì nói chung cũng còn vài nhóm nữa, để vừa sau mình tiếp tục mình share đây. Các bạn nào gặp khó khăn gì bữa giờ tìm hiểu thì đặt câu hỏi nha. Hết cái thời gian 2 phút nữa đó thì thầy sẽ online lại room, thì bạn nào cần hỏi gì thì vào. Còn nếu không có hỏi gì thì mình cũng có thể nghĩ được rồi. Chủ yếu là cái đồ án mình tự tìm hiểu là chính ha. Rồi, nhóm máy. Cái này nhóm máy đi. Tuấn Kiệt là thuộc nhóm. Tuấn Kiệt là nhóm 10 đúng không? Rồi ok. Ủa, nhóm mất rồi. Xong mới xe xong vạch mục tiêu. Thôi nhóm 10 để bữa sau cũng được. Các bạn có nhóm nào cần hỏi gì không? Thôi để bữa sau cũng được thôi. Có bạn nào cần đặt câu hỏi gì không? Các nhóm tiếp tục tìm kiếm thông tin ra đầy đủ ha. Một số nhóm thì thấy nó còn ít quá, nội dung nó còn sơ sài quá. Không bạn nào thắc mắc gì à? Bữa giờ tìm kiếm vậy thấy bình thường ha. Nếu gặp khó khăn thì phải đặt câu hỏi lên ha. Đưa các vấn đề lên để thầy giúp hỗ trợ giải quyết. Nếu mà mấy em không có thắc mắc gì ở thì mình hết thời gian zoom thì mình có thể nghỉ ha. Thì lớp mình đang online 65.